sáng ngày 9 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 16 tháng 11 năm Nhâm Dần, tại văn phòng Ban trị sự Chùa Kim Liên, 27/11 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho trọng thể tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023. Hội nghị được sự quan lâm chứng minh tham dự của Hòa thượng Thích Hành Trân, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Thiện Duyên, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố Mỹ Tho, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Hải Châu, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Lệ Hiếu, Ủy viên thường trực, Trưởng ban kiểm soát Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Đức Minh, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Minh Bửu, Phó chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố, Ni trưởng Thích Nữ Minh Châu, chứng minh phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng, Phó ban trị sự, Trưởng ban kinh tế tài chánh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư tôn đức trong Ban trị sự Phật giáo thành phố cùng Chư tôn đức tăng ni trụ trì các từ viện trong thành phố Mỹ Tho đồng tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền tham dự hội nghị có ông Bùi Văn Bảo, Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho, ông Lê Văn Hạnh, Phó trưởng phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, ông Nguyễn Phương Bình, chuyên viên phòng Nội vụ thành phố, ông Lê Hồng Nguyên, Công an thành phố, ông Hiệp Đoàn, cán bộ an ninh Công an thành phố Mỹ Tho. Theo như chương trình hội nghị, sau phần giới thiệu, Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt lãnh đạo Phật giáo thành phố Mỹ Tho phát biểu khai mạc. Thượng tọa nhấn mạnh nhằm đánh giá thành quả hoạt động của tăng ni và Phật tử trong năm qua, tạo tiền đề thúc đẩy các hoạt động Phật sự cho năm mới được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Đây là năm hoạt động đầu tiên của nhiệm kỳ 10. Vì vậy, tại hội nghị, các đại biểu tham dự có những phát biểu góp ý tích cực để cùng với Ban trị sự và lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp chung tay làm tốt đạo đẹp đời, hoàn thành trách nhiệm trong nhiệm kỳ mới. Tại hội nghị, Đại đức Thích Thuận Nghĩa, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho, thay mặt Ban thư ký báo cáo công tác hoạt động trong năm 2022. Theo đó, năm qua, trong công tác Phật sự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho đã đạt thành tựu tốt đẹp về nhiều mặt. Về ngành tăng sự, trên cơ sở ổn định, kế thừa và phát triển, Phật giáo thành phố Mỹ Tho đã giúp đỡ các nguyện vọng chính đáng của tăng ni Phật tử. Hiện tại, Phật giáo thành phố có 55 ngôi từ viện, 243 vị tăng ni. Về ngành giáo dục, Hoằng Pháp hướng dẫn Phật tử phát triển khả quan theo từng năm. Năm qua, ngành từ thiện xã hội của thành phố làm được 7.488.687.000 đồng, bao gồm các hoạt động như thăm viếng và tặng quà cho người nghèo, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, tham gia chương trình địa chỉ nhân đạo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và bệnh nhân nghèo, ủng hộ tập viết, học bổng, bánh trung thu cho học sinh, thực hiện chương trình nâng bước đến trường, hỗ trợ bà con bị thiên tai. Các ngành khác như nghi lễ, văn hóa, kiểm soát, pháp chế cũng đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong năm 2022. Về phương hướng hoạt động năm 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho đã đưa ra nhiều mục tiêu để hoàn thành trong năm mới như lập kế hoạch tổ chức đại lễ Phật đản an cư kiết hạ Phật lịch 2567, rà soát danh bộ tăng ni và kiến nghị tham mưu kịp thời những sự việc có liên quan đến các tự viện tăng ni. Thành quả sau một năm hoạt động tích cực, Phật giáo thành phố được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng bằng tuyên dương công đức. Tập thể Ban trị sự và các cá nhân tiêu biểu cũng được nhận giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao tặng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho cũng có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Thượng tọa Thích Quảng Lộc vừa được suy cử vào Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc vừa qua. Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Bảo, Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho chúc mừng Thượng tọa Trưởng ban trị sự vừa được suy cử vào Hội đồng trị sự. Thay mặt lãnh đạo chính quyền thành phố ghi nhận những đóng góp của Phật giáo thành phố cho công cuộc xây dựng đô thị văn minh. Trong tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, ông Bảo rất mong thời gian tới Ban trị sự Phật giáo thành phố có nhiều thành tựu hơn nữa để góp phần làm lợi đạo ích đời.
Đúc kết hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Lộc tán dương tinh thần hòa hợp đoàn kết hoạt động Phật sự của tập thể Ban trị sự, Tăng ni, Phật tử, Phật giáo thành phố Mỹ Tho. Sự gắn kết chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Ban trị sự Phật giáo với lãnh đạo các cấp chính quyền là tiền đề để Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho thành công Phật sự trong năm 2023. Nhân dịp năm mới Quý Mão sắp đến, Thượng tọa gửi lời chúc sức khỏe, may mắn, an lành đến chư tôn đức tăng ni Phật tử, chư vị lãnh đạo các cấp chính quyền. Chúc quý vị hưởng một mùa xuân thật hạnh phúc.